Xin chào tất cả các anh em trong nghề. Mình hôm nay mình sẽ review cái chiếc lọ. Đây gọi là lọ lướt thần kỳ ở sửa điện thoại. Sửa điện thoại hoặc sửa điện tử đây này. Cái lọ lướt này kiếm hàng bạc triệu một ngày ấy. Nếu mà có công việc, ví dụ như hôm nay đang trời mưa kia thì cũng có khả năng là kiếm được 1 triệu một ngày. Nếu trong quá trình khách mà máy nước mưa vào 50 con vào cửa hàng gần được 1 triệu. Đấy, dùng nước này bật ra, đây là chiếc chổi thần kỳ này, chúng ta chấm vào này. Đấy, sang bên cọ đi này, cái nước này để cọ mạch nha, cọ mạch mốc này. Đấy, khi máy rơi nước thì chúng ta cọ đi nghe được nha. Đấy, gọi là lướt thần kỳ. Cái này mình mua ở ngoài các cái cửa hàng sơn PU cho cái xưởng mộc ấy, hoặc là các cái cửa hàng làm về dây điện, dây kiếc hoặc là linh kiện điện tử, bán họ sẽ bán lọ lướt này. Cái lọ này thì mua ở cửa hàng bán linh phụ kiện điện thoại, còn cái nước thì mua ở chỗ khác, hoặc là linh kiện điện thoại thì họ kiêm, họ buôn về họ bán cho các bạn thì mình mua không được. Nước thần kỳ, các bạn thấy hay nhấn like nhé, qua cho mình.